khó mà thoát khỏi tay người tàu. Dạ, đấy mới là cái nhìn rộng. Mấy anh tổ chức sòng bài đa số là dân tàu không à? Dạ. Để mà cái chính ở cộng đồng mình chúng. Nhưng một chúng tôi không nhớ là năm nào đó. Cái hình Ngụy Vũ to thật to để ngay ở chỗ Asian Garden. Vâng. Ngay cái bức tường cao như vậy. Ừ. Để trong quảng cáo casino. Mà để đó. Tại vì bây giờ nó ủng hộ cho cái tiền cho diễn hành thành ra đó thôi. Dù bây giờ cái hồi lúc mà đi chống ông Trần Thái Văn ở Garden Grove đó, là lúc đó ông Trần Thái Văn là nghị viên thì nói là cho mở sòng bài giống như bây giờ bà Thanh Hiền ấy, chống cái mở, bây giờ nó mở khách sạn trước để nó mở sòng bài sau, mình sẽ là hư hỏng các con em chúng ta. Mà trong khi ngày lễ diễn hành hình ông Ngụy Vũ to tổ bố rồi quảng cáo cho sòng bài, mà các ca sĩ Việt Dũng nó đã nói rồi, em nói thật với anh Hùng rất là khổ. Mà Việt Dũng cũng nói trên đài đó, tại sao Việt Dũng không đi nhận lời hát ở trong các sòng bài, và Việt Dũng không giống như Nam Lộc đó, hay là những người MC khác là đi vào các sòng bài, là bởi vì Việt Dũng không muốn các nghệ sĩ đi vào hát. Hát xong đó nó trả tiền cát xê cao lắm, $3,000, thế nhưng mà lúc về đó thì còn tốn hơn là 3,000 nữa, là bởi vì mình đánh bài mình đánh bài xong là mình là tức khí là mình lại còn thua thêm. Thành ra Việt Dũng có nói ít ra đó Việt Dũng nó còn cái đạo đức như vậy, trong khi cộng đồng mình nói thì chửi xong bài như này vô đạo đức, vô giáo dục, tạo cho rất nhiều cái tội ác ở trong thành phố, rồi con em mình nó hư hỏng. Nhưng mà thật sự con em mình xong bài nó đâu cho dễ 21 tuổi đi vào đâu. Đấy. Đấy, mà đâu cho các quý vị dẫn con nít vào trong để đánh bài đâu. Thành ra được cái thành ra nó hư hỏng hay không, 21 tuổi nên nó phải biết nhận định rồi. Thành ra bác Cường nói nhiều cái cũng tiêu tiêu về ông Nguyễn Xuân Nghĩa đấy, nhưng mà thật sự rằng á cái vụ ông Nguyễn Xuân Nghĩa này ông có chắc là có một cái sự hối hận, và công nhận là cái tờ báo Người Việt bây giờ chỉ còn có Nguyễn Xuân Nghĩa thôi, thì còn không còn một cái tay nào. Cái Đinh Quang Anh Thái bây giờ nói cũng vớ vào vận, tại vì Đinh Quang Anh Thái nói nghe là chửi cộng sản quá đi, thành ra nó cũng không ăn khách. Mà ông Nghĩa này bây giờ ông tính nha, Bolero của ông á thất bại thì ông lại chuyển qua vấn đề đi ăn uống. Ông nghĩ rằng ăn uống thì ai cũng cần hết, ở đây thì cái quảng cáo ăn uống thứ nhất là ông được cái bữa ăn free nữa. Bữa ăn miễn phí chắc chắn rồi đấy. Cái thứ hai nữa là ví dụ như cái nhà hàng bây giờ đó, cái tùy theo ông đó. Cái nhà báo họ có hỏi tôi bây giờ bác ăn xong bác nói tốt cho nhà hàng được hoặc không, tại vì tôi ăn xong mà nó dở mà tôi nói tốt mai mốt người ta chửi thôi. Cái con đường của Nguyễn Xuân Nghĩa đó nó giống như là con đường của Bùi Bảo Trúc không ạ? Vâng, đúng rồi. Bùi Bảo Trúc, nhưng mà vì Bùi Bảo Trúc thì sắc sảo và chống cộng nặng quá cho nên đã chót đâm lao theo lao. Cho nên mới không có phủ cờ, cho nên cái cuộc đời nó mới mới thấy cái đài Lý Tôn Sài Gòn nó đều với mình. Còn thì Nguyễn Xuân Nghĩa có trình độ hơn, ông ấy cũng không phải là quảng cáo cho mấy ấy, nhưng mà đôi khi nói lên cái nỗi niềm của bôn xa, đôi khi nói lên cái ông nhìn thấy tất cả những cái Bùi Bảo Trúc là ông ấy bao giờ cũng đằng sau. Trông thấy cái mà ông ấy, cái clip của ông ấy là đằng sau của ông ấy là mấy cái chữ tàu, mà bên cạnh một cái giá sách, một cái kệ sách gì đó. Rồi thì là cũng không có ca vát ca viết gì cả, cũng mặc vào một cái vest sông. Rồi thì là đôi khi cái áo kéo cái khoác vest. Vâng, thành ra đấy mới là cái mà muốn đóng cái vai trò của sĩ phu, của một người sĩ phu. Mà đấy, ví dụ như là ông luật sư Trần Khánh Hưng thì làm cái đó, còn thì đài còn những cái cả một cái dàn ký giả của báo Người Việt thì là bây giờ nó xuống đường nó lấy quảng cáo. Yeah. Và xuống đường nó nói, nhất là cái phóng sự là các bà Việt Nam đi lên sòng bài. Nó có một cái là tất cả những người mà hân hoan sáng nào cũng lên cái đó như là đi làm việc vậy, đi lên sòng bài. Lên sòng bài nó lại cho mấy chục gì đó,
rồi để cho và cho tiếp cái người kia bao nhiêu rồi lên bao nhiêu lần mà ngồi chầu gì ở đó thì là nó lại cho điểm. Yeah. À, bây giờ đó, khi mà tôi thấy một trong những các cái người mà cũng nổi tiếng dạo trước ở đây cũng ông Trường Trèo chẳng hạn mấy gì đó thì là ông ấy cũng khoe rằng ông ấy có quyền mời mấy người rồi ở những cái chỗ VIP rồi dạ, vâng, thả giảm thả giết vân vân. Thế thì đấy thì đi về tôi thì tôi thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa càng ngày càng chống cộng nhiều hơn chứ. Vâng, ông có chống ông đương nhiên ông phải chống cộng bởi vì như thế này bác thấy rằng á cái đài người cái tờ Người Việt cái hôm mà mình hòa xong mình thắng cái đội tuyển Việt Nam á mình thắng Qatar thắng Syria thì họ đang cái lúc thắng Qatar thì họ lại im lặng thế cái hôm mà thua trận chung kết với lại Uzbekistan á thì họ lại viết trong về họ chụp mấy cái hình như các cầu thủ Việt Nam á họ khôn lắm họ đi vào trong cái video xong họ chụp những cái tấm hình không có một cái tấm hình nào mà có cái lá cờ của cộng sản Việt Nam mà nằm bên tay trái hết. Đấy, họ chụp cái hình ví dụ là nghiêng như thế này đấy, tức là cái cầu thủ Việt Nam đấy nhưng mà không có cái nó mánh mung ở những cái chỗ mà không dám không có một cái đài nào đây có một duy nhất là Đoàn Trọng thì Đoàn Trọng đó thì hôm trận đánh Qatar Đoàn Trọng phê bình rất là hay nhưng mà hôm trận đánh mà thua đó thì Đoàn Trọng lại nói ngược lại đó lại cái là phải nói theo cái kiểu mà luồn và lách tức là một cái trận mình nói khen Việt Nam thì một cái trận phải nói xấu cho Việt Nam nhưng nói xấu lại nói xấu mang cái những cái danh dự ra trong khi đó một người lính Mỹ Việt Nam đó đi lính cho Mỹ anh đang phục vụ cho ở bên Việt Nam hình như là anh Cao Huỳnh vậy đó anh lại anh bảo không ngạc nhiên chưa bao giờ anh nhìn thấy một cái nào làn sóng người mà nó kinh khủng như ở Việt Nam từ phi trường từ sân bay Nội Bài quốc tế mà đi vào tới phủ thủ tướng chỉ có 30 cây số đi trên 5 tiếng đồng hồ mới tới nơi và trong có mấy cái đài TV ở cái khu Bonsa thì cũng trong mấy cái bản tin đưa lên thì tới chừng mà tới cái bản tin mà về các cái sự đón rước của cái đoàn U23 mà về đó thì là đi tới đâu là thấy cờ xí cờ đỏ sao vàng ngập trời cầm trên xe rất là nhiều cờ đỏ sao vàng chưa bao giờ mà thấy được ở trên màn ảnh rồi cuối cùng ông chạy cái chữ xin lỗi vì cờ xin lỗi về kia là tại sao vậy? Là vì các ông đã chiếu nhiều cờ chiếu cái phóng sự tại Việt Nam một con rừng cờ rồi bên dưới thế sao giờ dưới ông bảo xin lỗi là vì cờ xin lỗi vì cờ và không biết ai xin lỗi ai mà tại sao cờ làm sao mà phải xin lỗi tức là ông ý ra nói là xin lỗi khán thính giả là tại vì có cờ Việt cộng nhiều á một cái câu mà tôi thấy nó không có đầu đuôi hay là cái gì mà văn chương thế nào mà tôi thấy là tôi thấy tôi bật ra tôi buồn cười xin lỗi vì cờ tại vì cái gì người ta vượt qua đó tôi thấy là cái câu hay nó giống như là tự ý đục bỏ đó tự ý đục bỏ xin lỗi vì cờ đấy, nhưng mà có nghĩa rằng ta nhiều khi họ bị ép quá đấy trong việc như họ cái ngôn ngữ họ phải như là vậy là vì có làm tin mà không làm cái đó thì còn làm cái gì nữa bây giờ là mấy cái tin đó nhưng mà chiếu rồi lại thấy chết cha là mình là phạm mình là mang tội với cộng đồng rồi đấy thật đấy xin lỗi vì cờ không lý bác bắt họ nói rằng xin lỗi các quý khán giả đây là một cái chương trình một cái sự kiện đang diễn ra tại Việt Nam và người Việt Nam yêu nước nhiều quá là ra cờ nhiều quá chúng tôi xin lỗi phải chiếu chứ chúng tôi xóa cờ không được nghĩa là một cái câu mà nó không có chủ từ túc từ gì cả mà xin lỗi ai xin lỗi vì cờ mà tại sao là phải xin lỗi vì cờ thì ra trong văn chương Việt Nam nhiều lúc dùng cái đó đâm ra nó khôi hài thì cũng giống như là cái mà cái làn danh quốc cộng ở bên này nó tới cái chỗ nó bệ rạc nó bệ rạc và nó tiểu nhân
không ạ? À, nó tiểu nhân đến nỗi mà tôi nhớ là cái ông mà đại sứ Tedrosius đó, lúc qua đây mà ông ấy bảo rằng ông ấy không muốn đứng dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Đây là một câu nói mỉa mai. Đúng như vậy. Đúng. Câu nói mỉa mai. Tôi bảo rằng câu nói mỉa mai muốn mắng cái cộng đồng này, mày xài bạc giả. Đấy, không ạ? Và nó đi đôi với lại cái câu mà ông Tổng Bí Thư nói là về Việt Nam đi du lịch con gái Việt Nam đẹp lắm đó. Mấy ông này bảo thế mày thằng ma cô à? Không ạ? nhưng mà cái ông Tổng Bí Thư này đó thì ông mới bực mình quá rồi. Chúng mày về Việt Nam là chúng mày rút đầu vào. Không ạ? Về Việt Nam làm cái đó mà mức mày lại đứng đây biểu tình, mày mang cờ vàng mấy lại gì đó. Cái người cộng sản nó nhìn thấy, nó thấy buồn cười và nó thấy rằng thì là chúng mày tởm quá, tởm. Bác Cường, bác Phương, cái vấn đề đó là ông Ted Osius hôm đó ông chỉ, ông phê bình là ngay tại trong nhà bà Giang Anh Nguyễn. Thì ông chỉ cái cờ đó giấu ở trong cái góc sân ở bên cạnh. Mà vô tình trong cái video nhìn thấy là hai cái thùng rác. Thì bây giờ không hiểu rằng á, tôi nghĩ bà Giang Anh Nguyễn này bà là người Tàu, bà gốc Tàu mà, bà là Tàu Lai. Tàu Lai nhưng mà tôi gọi là Tàu Lao. Tại vì bà mang cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, ông Ted Osius đã đều, nhưng bà Giang Anh Nguyễn còn đều hơn nữa. Bà là người Tàu, thành ra bà để cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay bên cạnh cái thùng rác. Rồi thế này, là tối hôm qua gì đó tôi xem cái phóng sự về chợ Tết ở ngoài Phú Lộc Thọ. Ai làm vậy? Xin lỗi, tôi không nói cái người quay. Nhưng mà tôi thấy nó có cái hay thế này, là luôn luôn là thấy một cái cờ Mỹ to lớn hơn, nghĩa là chiếm gần 1/4 cái khung ảnh mà bay phất phơ, ngoài ra không thấy cái cờ nào. Rồi lại chơi điệu thêm cái có một anh cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ bằng ba cái ngón tay thế này thôi, cầm phất có này. Một người duy nhất một mà phất đó, rồi là một lúc là chúi xuống là đưa cho thằng bé nó coi hay cái gì đó không biết. Nhưng mà thấy là thảm thương thì thôi, thì không làm thì thôi, thì có cái gì đâu mà một cái lá cờ có tí xíu bằng ba ngón tay thế này thôi mà cũng cầm mà phất thì ra, so sánh với cái đại kỳ của Mỹ nó to lớn thế này thì là đau khổ. Cái là ngoài ra không thấy tìm được một cái màu vàng, một cái màu gì ở đâu xung quanh đó, toàn là màu đỏ, màu trắng, màu hoa. Ngay cái banner bác thấy không? Đấy. Nền đỏ chữ vàng. Chữ vàng. Không có nền vàng chữ đỏ nữa. Vâng, thưa bác Phương, tôi là người làm cái phóng sự đó. Mục đích tôi muốn làm đó là để cho người ta, và tôi nói tôi giải thích rõ ràng chỉ có một cái lá cờ Mỹ thôi. Hồi xưa là bên cạnh có một cái cột cờ nữa là cái lá cờ đỏ sao vàng, quên đấy, cái cờ vàng ba sọc đỏ, rồi thêm một cái lá cờ nữa là cờ tiểu bang California. Những cái dàn cờ đó, những cái cột cờ bây giờ đó thì nó để treo đèn, treo đèn lồng đèn. Nhưng mà thật sự ngày xưa là cờ Mỹ, cờ Việt, Việt Nam Cộng Hòa đó. Nhưng mà tôi đi vào trong đó, tôi mục đích tôi cố tình tôi quay để cho mọi người nhìn thấy từ lúc mà bước chân vào và cho tới lúc đi vòng qua cái chỗ bữa ăn, xong thì qua cái phần cuối cùng là cái phần mà văn nghệ. Hoàn toàn chỉ có một cái anh đó cầm một cái lá cờ, thì một độc giả của KBG Hải Ngoại ông bảo soi mãi, soi tức là rồi là coi là lấy dính là soi cho nó. Thì mới thấy một cái lá cờ nhỏ bằng cái bàn tay. Thì tôi thấy một cái lá cờ rất là tội nghiệp. Nhưng mà đó, cái chợ Tết này đó là một cái tát tay cho cộng đồng Việt Nam. Mục đích tôi cố tình tôi làm cái video này để cho bà con trên thế giới biết đấy, là cái phong trào chống cộng nó bị thoái hóa đến cái mức mà bây giờ cái hội chợ Tết, cái chợ Tết cộng đồng mình không có một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được. Bởi vì mình không có đất, mình phải đi mượn đất người ta, mà cái chủ đất không phải là ông Phong Giao. Chủ đất bây giờ người khác, chúng tôi xin miễn nói tên. Mà quý vị biết rằng chưa chắc quý vị cũng đã đi biểu tình nổi nữa. Bởi bây giờ hết rồi, những người biểu tình là toàn đây ra, xin lỗi hai bác, như tôi xin lỗi tôi thôi.
Tôi có thằng bạn ông ấy 65 tuổi bây giờ đi cà kheo rồi. Ông Trần Hữu Phụng đây này, người nhái Trần Hữu Phụng, thiếu tá Trần Hữu Phụng đấy. Đó, bây giờ một ngày phong độ bao nhiêu, đó mà bây giờ là cũng lại chân đi khập khiễng rồi. Thì bây giờ thì mục đích của họ để làm cái gì? Họ không phải đấy, họ chỉ kiếm những người kiếm kinh tế. Nhưng mà quý vị làm ơn đi vào trong đó coi nè. Cái trong chợ á, thì vẫn để là Made in Việt Nam. Nhưng mà cái chỗ đó á, thì họ đi dán cái nhãn tên của họ lên để không còn đấy chữ Made in Việt Nam nữa, mà cái là Made in Westminster. Nhưng mà đó, rất nhiều sản phẩm vẫn còn mang chữ Việt Nam ở trong đó. Hầu hết tất cả những đồ chơi ở đấy bán mang ở Việt Nam qua đây bán. Thì cái mà bây giờ bác qua trong các chợ, 10 loại cà phê tất cả đều sản xuất từ Việt Nam hết. Product of Việt Nam, tức là hàng ở Việt Nam. Mà bây giờ đó, cộng đồng mình không có làm gì được hết, bắt đầu xuyên tạc. Đừng uống cà phê hòa tan của Việt Cộng, có chất độc. Bởi vì nó có chất cái hóa học. Có chất hóa học. Xin lỗi ạ, những tất cả thực phẩm mà Việt Nam mà mang vào hay là bất cứ nước nào mang vào trong Mỹ đó, đều phải được FDA, tức là Food Drug Administration Alcohol. Đấy, họ kiểm soát và cho phép bán mới được bán. Mới đây này, bắt đầu từ tháng riêng này mình đã có vũ sữa. $5 hai trái vũ sữa, thưa quý khán giả. Một trái vũ sữa 2.50 đồng. Trong khi mình về Việt Nam, 80.000 tiền Việt Nam thì được 1 ký. 1 ký là khoảng chừng 5 trái. Thì tại sao lại họ cho tháng riêng này họ cho vũ sữa? Vũ sữa là coi như là trái cây mới nhất họ cho. Sau khi mít mới lại sầu riêng, chôm chôm, rồi vải thiều này kia cho nhập cảng. Bây giờ thì thanh lâm cũng được, rồi mãng cầu xiêm. Và bây giờ thì là mới nhất là bây giờ cho là xoài. Xoài thì nó cũng được lâu rồi, mà xoài thì hồi xưa nó đi qua đường Trung Quốc. Bây giờ xoài thanh ca của mình rất là ngon và này kia. Vâng, thưa quý khán này giả, cái hội chợ Tết chúng tôi cố tình tôi đi quay để cho quý vị thấy rằng 100% là sản phẩm Việt Nam, trừ những một vài cơ sở họ làm mất làm biết ở đây ở Việt Nam, ở bên này thôi, chứ còn thật sự tất cả là đều là ở Việt Nam hết. Còn cái vấn đề nữa là